Để thuận lợi cho việc bố trí thép sàn, các bạn hãy tạo ra một khung nhìn 3D dành riêng cho việc quan sát sàn đó thôi và điển hình ở đây là tôi tạo ra cũng nhìn 3D là cốt thép sàn tầng 1 như các bạn quan sát trên màn hình các bạn chọn vào đối tượng sàn này xác nhận rằng lớp bê tông bảo vệ Riva Cover đã thiết lập cho cháu nó là loại 1.5 cm ở tất cả các mặt trên dưới và các cạnh bên các bạn lưu ý điều đó chúng ta quay lại mặt bằng S level 1 mặt bằng kết cấu tầng 1 tại thẻ structure này ô oh reinforcement các bạn chọn click area tôi bố trí thép theo diện tích hãy chọn cái sàn làm đối tượng chủ của cốt thép đi tôi chọn cái sàn lớn này chúng ta đang ở trong môi trường vẽ phác thảo cốt thép và tại edit type các bạn rename tên này luôn tôi sẽ đặt tên là SR Structural Error Reinforcement SR10 hay layer tức là thép phi 10 hai lớp ok trước khi bố trí chúng ta phải hiệu chỉnh các tham số về lớp thép mà chúng ta sẽ giải đã thứ nhất là top major direction có giải thép lớp trên không có thép theo phương chịu lực lớp trên tất cả chúng ta thống nhất là chỉ dùng thép phi 10 thôi có uốn móc không không khoảng cách bước thép theo chịu lực lớp trên là 200 Tương tự như vậy, thép theo phương cấu tạo của lớp trên cũng là phi 10 và khoảng cách cũng là 200. Bottom major direction, thép theo phương chịu lực của lớp dưới đổi về phi 10 rồi ạ, khoảng cách 200. Thép theo phương cấu tạo của lớp dưới cũng là phi 10 và khoảng cách A à, 200. Apply. Ở đây tôi sẽ chọn là rectangle là vẽ in chữ nhật và khoảng cách offset tôi sẽ để là 15, tức là đúng bằng cái độ dày lớp bê tông bảo vệ. Bắt chuột góc này, ấn phim spacebar để cho nó lặn vào trong đi bắt chuột góc dưới này Ok, Escape để thoát khỏi câu lệnh đó Tôi sẽ chọn câu lệnh Line Offset Pick Line tôi đặt là 15 tôi Sẽ vẽ theo các cạnh bên này một cháu, hai cháu Chúng ta dùng lệnh Trim TR để xén gọt phần còn thừa đi Major Direction là thế thì phương chịu lực chính Phương làm việc của bản sàn là phương nào hóa huy Hiện tại là theo mặc định đang vẽ là theo phương trục X này Tôi sẽ đổi sang là theo phương trục Y Finish Như vậy là chúng ta vừa bố trí xong thép sàn tại tầng số 1 trong khung nhìn này Các bạn lưu ý quét chuột này, Filter chọn đối tượng là structural rebar 94 thanh này. Ok, tại ô view visibility stage các bạn kích vào edit, chọn rebar floor L1 cho tôi ạ. Chúng ta sẽ hiển thị cốt thép trong khu nhìn này, Fine này và dạng là realistic. Như vậy chúng ta đã vừa bố trí thép sàn tầng 1 như các bạn quan sát ở trên màn hình.